Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đờm Vlog nha. Thì cả nhà, thì hôm nay mình đặc biệt là mình đặt cái góc quay ở ngoài này. Thì hôm nay mình đem cái hồ lô đến để mình thả một cái vong của quỷ dạ xoa ra cả nhà. Vì cả nhà cũng đã biết thì mình đã nhốt quỷ dạ xoa cũng thời gian cũng khá là lâu rồi. Thì cũng rất là nhiều quý cô chú anh chị mình cũng muốn biết là hôm nay nó như thế nào nha cả nhà. Thì riêng về cái hồ lô như thế này thì Nguyên Đờm rất là nhiều cái cả nhà. Đó thì mình mỗi cái là mình chỉ đựng được một vong linh thôi. Thì có nhiều quý cô chú không biết là tưởng đâu là Nguyên Đờm có một cái một à. Đó. Cho nên họ có người hỏi tại sao mình lại nhốt quỷ da so bên trong rồi lại nhốt thêm cái vong của cái chị mà mang bầu vào nữa. Thì hôm nay thì mình cũng xin nói luôn, thì mình mỗi một cái vong là mình có một cái hồ lô như thế này này nha cả nhà. Thì hiện bây giờ thì mình có 3-4 cái lận chứ không hay có một cái này đâu. Thì cả nhà, thì bây giờ Nguyên Đờm sẽ tiến hành và cúng. Thì hôm nay mình cũng chuẩn bị trái cây để trái cây cho cái vong quỷ dạ xoa như cả nhà. Thì mình cúng, thì mình thắp hương xong thì mình sẽ làm phép và mình thả cái vong quỷ như ra. Ha. Thì thời gian thì ở trong bình thấy thế nào? Thôi khỏi làm, vậy. Hôm nay thả ông ra là ông biết rồi đó. Là cho ông có thể tự do. Thì ông cũng phải dáng mà tu thiền nha, tu tâm dưỡng tính lại. Thì hiện giờ tôi thả ra ở đây, thì cứ việc ở đây thì một thời gian nữa tôi sẽ giúp cho siêu thoát luôn, được không? Có nói chuyện được không? Không nói chuyện được à? Thì cái nhạc thì con quỷ dạ xoa biến mất rồi. Thì cái nhà, thì bây giờ Nguyên Đờm sẽ tạm giờ khỏi camera. Thì quý cô chú anh chị mình ở bên trong này xem kỹ xem coi quỷ dạ xoa có đến và hưởng độ cúng hay không, hay là đã khi mình thả ra đã mất luôn nha. Thì hôm nay mình đặt cam ở góc bên ngoài này cho nên là mình không có gọi Linda ra đây, thì cũng rất là mong là quý cô chú mình thông cảm nha.
Cái nhà thì từ sớm giờ thì nguyên đồn đi ra bên ngoài, thì không biết quý cô chú anh chị mình ở bên trong này xem có thấy vong quỷ dạ xoa đến và hưởng đồ cúng hay không cả nhà. Thì nếu quý cô chú anh chị mình xem mà thấy có đến hưởng nhang và hưởng đồ cúng thì cả nhà hãy comment ở bên dưới cho nguyên đồn biết nha. Thì đến đây thì nguyên đồn xin khép video lại. Thì cuối video lúc nào nguyên đồn cũng xin chúc toàn thể quý ông bà cô chú anh chị mình có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha. Chào cả nhà.